Sách sáng thế ký chương 2 thánh hóa ngày thứ bảy. Thế là hoàn thành trời đất và tất cả vạn vật. Đức Chúa Trời hoàn tất công việc của Ngài đã làm vào ngày thứ bảy. Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm. Đức Chúa Trời chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, vì vào ngày ấy Đức Chúa Trời nghỉ ngơi mọi công việc sáng tạo. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Trong ngày Chúa, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Bây giờ có cây cối và rau cỏ mọc ngoài đồng trên mặt đất. Vì Chúa, Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có một người cày bừa đất đai. Một nguồn nước từ mặt đất dâng lên và tưới toàn thể mặt đất. Chúa, Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sanh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống. Vườn Eden. Chúa, Đức Chúa Trời trồng một khu vườn tại Eden ở phía đông và đặt người Ngài đã dựng nên tại đó. Chúa, Đức Chúa Trời khiến từ đất mọc lên một cây cối đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết thiện ác. Một dòng sông chảy ra từ Eden. Một dòng sông chảy ra từ Eden để tưới vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Nhánh thứ nhất tên Phi Song chảy quanh đất Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất tốt, cũng có nhũ hương và bích ngọc. Nhánh sông thứ hai tên Gihon chảy quanh xứ Cút. Nhánh sông thứ ba tên Tiger chảy về phía đông Assyri. Nhánh sông thứ tư tên Euphrat. Chúa, Đức Chúa Trời đem người đặt vào vườn Eden để canh tác và chăm sóc vườn. Chúa, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người rằng con có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, nhưng về cây biết thiện ác thì không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái đó, chắc chắn con sẽ chết. Hôn nhân đầu tiên. Chúa, Đức Chúa Trời lại nói, con người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Chúa, Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên mọi thú đồng và mọi chim trời rồi đem đến cho người để xem người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên gì người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho tất cả các loài gia súc, chim trời và thú rừng. Nhưng về phần Adam thì không tìm được một người nào giúp đỡ thích hợp với mình. Chúa, Đức Chúa Trời khiến Adam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi nấp chỗ thịt đó lại. Từ xương sườn lấy nơi Adam, Chúa, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người. Adam nói, bây giờ đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Người này được gọi là người nữ vì từ nơi người nam mà ra. Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân. Adam và vợ, cả hai đều chân chuông, nhưng không thấy xấu hổ.